Are you Mr. Donnelly? I'm from the car rental company. Mr. Chan Hoon sent me. Come on, hop in. Excuse me, sir. Can I help you? It's okay. Are you visiting someone? Yes. President's suite. This way, sir. Anh là Lý Đương đó hả? Xin mời vô. Tên của tôi là Francis hả? Hello. Yes. Yes. Thanks for calling. Yeah. Khách sạn có gọi lên hỏi tôi có người khách tới tìm tôi phải không? Anh Hùng đâu? Anh Hùng? Anh Hùng nào? Là do kinh lý của tôi đặt phòng kêu tôi tới đây chờ anh. Hay là anh đi tắm trước đi.
Alo. Đông Dương, lâu quá không gặp ha. Còn nhớ tôi không? Anh Hùng, con nhỏ đó có gì ý không? Cảm ơn. Cũng nên mà, ngồi bao lâu nay phải hưởng thụ mới được chứ. Có phải đang ở trong phòng chủ nhân không? Ừ. Đừng cúp dây nha, qua phòng khách ngay đi. Alo. Đi coi dưới sàn giường, tôi có để mới đồ cho anh. Thấy món đồ chơi mà thích nhất không? Anh muốn tôi giúp gì đây? Giờ em ra cửa sổ coi. Có thấy một người đang diễn thuyết bên kia đường không? Thấy. Dùng cái rocket thanh toán hắn, sau đó giết chết con nhỏ, lập tức rời khỏi khách sạn. Mark sẽ đón anh ngoài cửa. Làm xong điều này, tối nay tôi sẽ tẩy trần cho anh. Alo. Alo. Demon's voice is heard once more. Tôi về trước có được không? Đứng lại. Người diện thiếu ở quảng trường là người nào? Là tổng thống hậu tuyển của giới này, Valesco. Hỏi người tiếp gì? Có số điện thoại người khi nãy gọi tới không?
Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. He's just left the suite. Where's he going? He's heading for the elevator area. Bấm ok là được. Chở tôi đi kiếm điện thoại công cộng. John, tôi phải thuê phụ. I'm a reporter. The suspect wants to talk. Is there anybody who can speak Chinese? 1 minute. Stay on the line. Keep him on the line. Ông kia mình chờ một lát.
gone. We can't let it end. They'll kill all of us. NJ hotline. It's her. Alo. Xin lỗi quý danh. Hồ Đương. Cảnh sát cao cấp Bộ Chính trị. Ông Hồ Tiễn không phải lý do tôi giết. Có phải anh đang uy hiếp con tin không? Tôi vô tội. Anh nghe đi. Thực ra cái súng Hồ Tiễn đó không có bắn ra. Có lẽ anh không phải là hung thủ, nhưng nhất định có liên quan tới anh. Anh đi tự thú đi. Chúng tôi sẽ giúp anh mà. Alo. Alo. Stop. Alo. Alo, xảy ra chuyện gì? Có gây hại con tin không? Nói giọng đi. Alo. Nè, có gây hại con tin không? Chúng tôi không sao. Chúng tôi không sao. Tôi tự thú cũng được. Trừ phi kiếm được người Hồng Kông tên là Trần Hùng. Chờ chút. Hắn khoảng 40 tuổi, theo lẽ chưa xuất cảnh. Hắn đã gọi tới khách sạn kiếm tôi. Không tin điều tra đi. Tôi liên lạc với ông sau. Thế. Cô phải hiểu cho rõ. Cô tin ngoài đường thiếu gì? Tôi không cần bắt cô. Tôi tên Lý Đường. Cô tên gì? Tôi tên Annie. Annie. Tôi biết cô là ký giả. Tôi muốn trong lúc thích đáng cô đem sự thật nói ra ngoài. Có thể vô mua bộ đồ giùm tôi không đây? Tôi mặc size lớn. Không muốn mua có thể đi về. Tôi mới được ra tù sáng nay. Trước khi tôi là tội phạm giết người. Cái người này, trước khi mà tôi giết hắn, tôi chỉ biết hắn mặc quần áo màu gì. Tương quan thế nào tôi cũng không biết. Cho tới lúc tôi bị người ta bắt, thì tôi đọc trên báo mới biết được cái tướng của hắn.
đã 12 năm. Tôi đã 28 tuổi. Đây là tất cả gia tài của tôi. Hôm nay trong khách sạn, gia trưởng không cho tôi giết người hậu tuyển đó. Nhưng tôi không nỡ ra tay, bởi vì tôi tự hứa với mình, sau này mỗi khi làm chuyện gì thì tôi phải biết lý do. Tôi là bên sáng tác, tôi có thể viết câu chuyện của anh ra không? Tôi sẽ đưa cho anh coi trước, nếu như không có vấn đề thì tôi mới đăng. Không sao, tôi đâu có chuyện gì giống người ta chứ. Cô tự nhiên viết đi. Your keys. Tôi sinh ra chỗ này. Má của tôi, bà là một kỹ nữ. Lúc mà tôi còn nhỏ, Trần Hùng đã giới thiệu tôi qua Hồng Kông để làm việc. Sau đó chúng tôi đã cùng ở chung với nhau. Chưa được một năm thì má của tôi bị mất tích. Không có ai biết bà đi đâu. Tôi cũng không muốn biết. Trần Hùng có đi lính và có đánh giặc. Có một người tên Mark là bạn của tôi, đã theo ổng từ nhỏ tới lớn. Ông dạy chúng tôi biết về súng ống, để chúng tôi phạm pháp giùm ổng. Sau khi ra tù, tôi đã quyết định làm lại cuộc đời. Tôi không muốn 28 năm sau lại có thêm một phong bì văn kiện. Không biết anh Mát đã xuất cảnh chưa? Cục di dân và sân bay có thể điều tra được. Tôi kiếm giùm anh. Cảm ơn. Đổi mình không phải là chuyện dễ đâu. Nhất định là phải có nghị lực và tự tin. Alo. Đã kiếm được Trần Hùng chưa? Kiếm được rồi. Anh muốn gặp hắn ở đâu? Chờ nhau ở cầu sát khu tàu. 2 giờ trưa ngày mai. Không nhìn thấy hắn tôi không xuất hiện đâu. Tôi muốn có chụp lại giùm tôi quá trình ngày mai tôi gặp cảnh sát. Tôi cũng không biết sẽ ra chuyện gì. Xuống xe để tôi coi. Trên xe là đồng sự của tôi. Anh nói cái gì? Trần Hùng không tới. Hắn chờ anh trong văn phòng của tôi. Theo tôi về gặp hắn đi. Đừng có nói thêm. Không gặp Trần Hùng tôi không theo ông về.
Anh chạy không thoát đâu. Chúng tôi đã bao vây rồi. Để dám kéo ông tới đây tôi đã có chuẩn bị. Tôi không muốn bạn của tôi gây hại tới ông. Thằng Hùng đã chết rồi. Không thể nào. 8 năm trước nó bị xe đụng. Cái xác đã cháy thành than. Hắn hôm qua đã gọi cho tôi. Tôi còn nhận ra tiếng của hắn mà. Nếu anh thật sự vô tội, theo tôi về đi. Tôi giúp anh. Tôi khẳng định hắn chưa chết. Ông kiếm được hắn, tôi sẽ đi tự thú.
Kinto. Tôi là tổ chức lính cố dùng. Người hậu tuyển bị ám sát, cho nên chánh đảng của bọn ổng đã mời chúng tôi đi điều tra hung thủ giết ổng. Người hậu tuyển không phải là tôi giết. Tôi biết. Nếu như anh giết thì anh không điện thoại cho cảnh sát đâu. Anh đã bị lôi cuốn vào. Sao anh biết tôi gọi cho cảnh sát? Tin tức của chúng tôi anh không cần biết. Tóm lại anh là người gì, tại sao lại bị ở tù, chúng tôi cũng biết rất rõ ràng. Tôi tin rằng anh sẽ hợp tác với chúng tôi để tìm ra hung thủ, rửa thoát tội trạng. Mục tiêu của mình như nhau. Anh giúp chúng tôi cũng như là giúp anh vậy. Tôi không có hại anh đâu. Tôi cần thời gian suy nghĩ. 24 tiếng đồng hồ đủ chưa? Bây giờ tất cả toàn thế giới này đều cho anh là tội phạm quốc tế. Anh nên cẩn thận. Chỉ cần anh không chết, chúng tôi cũng có khả năng cứu anh. Ta sẽ coi chụp hình giùm ảnh. Anh muốn tôi giúp ảnh chụp lại chứng cứ lúc mà hai người gặp mặt. Cô bộ cũng không phải là con tin đơn giản. Nếu xã tạp chí của cô không báo cảnh sát, cô có báo cảnh sát không? Không phải là tôi đang chờ không hay sao? Alo. Alo, Annie hả? Thằng Dự đi. Anh sao hả? Tôi muốn biết được anh Mark đã xuất cảnh chưa. Bạn của anh hình như là đi du lịch Hồng Kông rồi. Hả? Anh đã qua Hồng Kông. Anh Paul à, tôi đang chờ khẩu cung ở tiệm cảnh sát. Phải? Hay là tối nay mình nói chuyện nha. Chúc mừng anh đã được giảm hình. Còn 6 năm nữa thì anh sẽ được ra. Bảo trọng nha. Bên ngoài còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta. Lần này tôi gặp được anh là hy vọng thuyết phục được anh. Có thể an bài cho tôi gặp anh Hùng Cục đi. Vừa rồi anh điện thoại tới. Tôi nghĩ là anh đã biết chuyện gì rồi chứ hả? Đã chuẩn bị xong chưa? Đến thăm tôi. Nếu nhanh tự qua được bản thân của mình thì đổ xuống đi.
vận động Phú Long đã xảy ra một án mạng. Một người đàn ông tuổi khoảng 40 bị phát hiện chết ở trong phòng thay đồ. Trên người không có giấy chứng minh nào. Anh Tinh mới nhận được không? Nạn nhân bị người ta đứng gần bắn chết. Nói đi. Tôi chở về tới khách sạn. Nhận được. Mục tiêu đang di động. Hắn rời khỏi trại lính. Bibi, chạy xe. Dạ. Tín hiệu bị mất. Tại sao? Tại vì sao phạm vi tiếp thu. Vị trí cuối cùng là ở đâu? Đông Bắc, 5 công lý. Cách xa 5 công lý mà nhận không được. Máy móc gì mà tệ quá vậy? Vị trí cuối cùng là ở đây. Theo tôi thấy, một là hắn tới San Pedro, hai là hắn đến Angel. Thông báo NBI cho họ biết là Trần Hùng đến Angel. Chúng ta tới San Angel. Nếu chúng ta chặn không được hắn, vẫn còn NBI mà. Hiếp, thông báo cho NBI. Bibi, đừng có lái quá 120 mai. Vị trí ở đâu? Mới vừa qua khỏi building của chính phủ. Còn khoảng 30 phút nữa là tới. Cẩn thận có người theo dõi. Đừng có điện thoại cho tôi. Ê, đã có tín hiệu. Đang về hướng Đông Bắc. Baby, chạy nhanh lên. Brent, chuẩn bị. Mình phải phát sóng Aquino. Ok. Hey, show us on. Let's rock and roll. Cầm lấy phong thư.
2 năm chưa có dùng qua. Sao hả? Không biết dùng à? Hy vọng là không cần dùng. Anh muốn để cho Aquino chạy thoát, hay là sự gặp anh em quên mất gì? Để gặp hắn, hắn thuộc về tôi, đừng có cản trở tôi. Mình còn bao xa nữa? Không tới 3 công lý. Chiếc quệ cua. Move. Làm ẩu nha. Anh biết tôi hay sao? Có nghe không hả? Có nghe không hả? Anh chịu nói tiếng qua rồi hay sao? Dạ, lái xe qua đây. Ờ, đi. Đây. Lên
Lái xe đi. Lái đi. Sao vậy? Nếu có cơ hội cứ chạy đi, mặc kệ anh. Anh Hùng, đừng có nói mấy chuyện này. Thank you.
Sao súng của anh yếu quá vậy? Tính của anh đã trở thành đàn bà hồi nào vậy? Anh đã dùng tính mạng của tôi rời khỏi nhà tù. Tôi kiếm không được lý do để giết anh. Để giết hai đội viên của tao. Súng là trong lúc nóng này. Đây vì tôi muốn ngăn cản anh giết người. Tôi đáng chết. Đừng có nên đau buồn gì tôi. Hãy đi tôi một đoạn đi. Anh bè đợi tới, chạy mau đi. Đừng, chạy đi, cảnh sát đã tới. Chạy đi, nhanh lên. Mark, diễn mang lại. Sau này còn rất nhiều cơ hội. Anh Hùng, con đường của anh đã đến cuối cùng rồi. Mark, tao kêu mày bỏ súng xuống, bỏ súng xuống. Để tôi giúp anh nè. Ôi dạ. Khỏi, để tôi. Để tôi. Sau này cũng còn hứng thú gia nhập tổ chức của tôi không? Tôi làm mỗi một chuyện đều phải có lý do. Tôi có quyền lựa chọn công tác không đây.
Anh nói đúng. Con đường của anh không phải dễ đi đâu. Không có đường nào dễ đi. Nói thì phải. Không có lòng tin hả? Quan trọng nhất là kiên trì với tín nhiệm của mình. Nhìn cho kỹ con đường của mình đi là gì. Đừng có lãng phí thời gian. Tôi mời cái gì uống rượu. Anh em, anh đưa mời uống rượu kìa. Được. Chúc mừng anh. Chơi với New Life.